Hello nha Nam. Nè em lên cho em con quỳ thấy nha, 2000 à. Bên hàng xóm người ta có đám ca hơi sầm một xíu và anh em thấy quay anh em xem nha. Anh em coi trực tiếp trên video nha. Tại hơi ồn anh em cũng ít có nói chuyện. Anh em xem nha, xe đẹp lắm à. Học nó còn mà. Con này đầu bò tay hắt luôn nha. Tập hợp sơn. Đèn xi am đứt luôn nè. Xi am đứt trùng mã luôn. Tem sơn. Áo zin tem zin nè. Bẩn thì đương nhiên có chỉnh nha nè. Xe nào cũng vậy hết á. Bẩn là phải có chỉnh, sườn đẹp á. Sườn đẹp. Chụp nè. Rồi bỏ TH nè. Sườn xít đồ đẹp. Máy khỏi bàn luôn. Nhìn trước xi nhan ít. À tem zin thì vậy đó ha. Lúc nào bên này nó cũng phai, bên kia nó cũng zin nữa nó. Màu xanh huyền thoại luôn. Nhìn cái màu tem màu xe kỷ niệm giá mang lắm ha. Ở những thời đó. Những thời đó thì phải không có khả năng mua mấy con này đâu, có tiền đâu nè. Thầy tắt đầu cây cái nó khỏe ghê. Con này bị hư bình đậu lâu yếu bình. Đèn đốm nhanh nhất chị Vinh chân. Con này giá 485 nha anh em. Giá tốt ở thời điểm này lắm nè. Chăm mười thái giờ nó hút dữ lắm, hút giờ xe cũng khó mua hơn trước nhiều lắm. Tại vì giờ nó mấy anh em mà măng thịt gạo đồ món á, mua quá mua không lợi anh em ơi. Khoảng 4-5 năm trước chưa ai chơi, ít chơi không phải chưa ai chơi, tức là ít chưa hót á, dễ mua, bây giờ rất là khó mua. Rồi anh em nào thấy đúng gu alo em nha, xe đẹp lắm đó anh em ơi.